em không biết nấu ăn. Vậy hiện nay mình đang ở với ai? Em ở với mẹ và em trai. Vậy là rồi mẹ nấu ăn không à hả? Ai nấu ăn cho mình? Mẹ đôi lúc em cũng có vô bếp nữa. Đó bằng có quen được bao nhiêu người rồi? Mình không có nhớ anh, nhưng mà nhiều quá không nhớ luôn. Không, không, không phải, tại vì nó độ cũng khoảng chừng 1-2 người gì thôi à. Chắc mình cũng hơi khó hay sao á. Anh khó vấn đề gì? Bản chất của mình từ nhỏ đến lớn hơi cẩn thận, nó tỉ mỉ, nó cầu kỳ. Anh khó như vậy á, em thì dễ á, rồi liệu với mình có hòa hợp được không anh? Có nghĩa là dạch, người ta nói có luật bù trừ đó em. Cái gì em cũng dễ hết trơn, ăn cũng dễ, mà nhất là ăn á, em ăn dữ lắm á. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi, chứ nóng tính nhưng mà cũng mang vui lắm. Dễ chiều em lắm, ví dụ là mời em một món ăn nào đó là em chịu liền. Mời bạn nam. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Chào, chào quý vị khán giả. Bạn tên gì? Dạ em tên Phương. Dạ sinh năm 73 anh tên. 73? Dạ. Phương làm nghề gì? Dạ em hiện giờ em đang làm bên Robinson, bên bộ phận thu nợ. Thu nợ hả? Dạ. Hiền vậy sao thu nợ được? Lúc thu nợ có dữ không? Nhiều lúc cái công việc của mình đòi hỏi mình phải chút xíu mình có chút xíu. Dạ. Chút xíu dữ hả? Chút xíu dữ. Rồi Phương làm bộ phận thu nợ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phượng, năm nay em 37 tuổi. Em đang làm công ty dệt may thắng lợi chị. Sở trường của em là em vui vẻ, hoạt bát, em thích đi du lịch. Khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn. Vậy hiện nay mình đang ở với ai? Em ở với mẹ và em trai. Vậy là rồi mẹ nấu ăn không à hả? Ăn nấu ăn cho mình. Mẹ đôi lúc em cũng có vô bếp nữa. Đó bạn có quen được bao nhiêu người rồi? Mình không có nhớ anh, nhưng mà nhiều quá không nhớ luôn. Không, không, không phải, tại vì nó độ cũng khoảng chừng 1-2 người gì thôi à. Chắc mình cũng hơi khó hay sao á. Anh khó vấn đề gì? Bản chất của mình từ nhỏ đến lớn nó hơi cẩn thận, nó tỉ mỉ, nó cầu kỳ. Anh khó như vậy á, em thì dễ á, rồi liệu của mình có hòa hợp được không anh? Có nghĩa là dệt, người ta nói có luật bù trừ đó em. Cái gì em cũng dễ hết trơn, ăn cũng dễ, mà nhất là ăn á, em ăn dữ lắm á. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi, chứ nóng tính nhưng mà cũng mang vui lắm. Dễ chiều em lắm, tí như là mời em một món ăn nào đó là em dịu liền rồi. Em không bằng lòng gì là em nói liền. Em nói tức khắc luôn, em phải nói cho ra lẽ. Vậy là xong thôi. Chứ em không để trong lòng ấm ức khó chịu lắm. Có nghĩa đó là mình thẳng thắn thôi. Dạ, đó, em cũng cộng. Tuy nhiên em phải la nữa. Em phải la trước. La nữa hả? Dạ. Cái đó không phải gia trưởng đâu, mà là tất nhiên là nóng quá, em la lên vậy thôi. Từ trước tới giờ thì bạn đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em chỉ có một thôi. Có một. Là thời đi học á. Thật sự 37 tuổi là đã, tuổi không đã lớn rồi, thật dạ. Sự là quá lớn để mà chưa lập gia đình. Dạ. Thì lý do gì mình có tìm hiểu cái nguyên nhân không? Con trai em ta thích phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào, nhưng mà không. Đây là lần đầu tiên em diễn đó anh ấy ơi. Anh chưa thấy, chút xíu nào anh sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em á. Vậy luôn á hả? Dạ, em chưa bao giờ bận đầm hay mà mặc cao gót hết trơn á, nó không tự tin. Nhưng mà ở nhà gia đình mình có hối thúc mình nhiều chưa? Dạ có chứ, nhất là mẹ đó, nhất là mong con phải lớn lấy chồng. Mà thật chất ra là em sợ không ai hiểu được cái tính của em á, tại em nóng tính nè. Rồi em không biết làm gì hết trơn á, ngoài công việc. Cụ thể cái việc nóng, cái lần nào mà em nóng nhất á, cụ thể là cho chị nghe. Có một lần á, bạn đó mời em đi chơi, xong khi trả tiền, anh nói anh quên cái ví ở nhà. Em lập tức em đọc cái bàn, em nói anh muốn uống nhiều tôi cho anh uống nè, anh đừng làm gì đó với tôi. Đối với tôi á, mấy cái này là chuyện nhỏ, đừng có làm như vậy, kỳ cục lắm. Em bỏ đi một nước luôn. Cũng ai trả tiền? Em trả xong em ai đi. Ai trả xong dạ. Em đi? Nóng gì rồi, hao tiền tốn bạc. Rồi hôm nay đi thì có mẹ mình đi theo không? Dạ có. Mà dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ con chào cô. Chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ cô ơi, hồi trước giờ cô để sao cái đoạn dài vậy? Không có bạn trai, cô không kiếm người mai mối trong gia đình hả cô? Khánh Phượng cũng có nhiều mối tình lắm, dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là con bé nó hơi kém, tánh nó thì hơi nóng thật. Thấy hối thúc hoài không được rồi thôi, tôi cũng cho qua, thì để cho tự cũng quyết định. Dạ. Cô thấy anh này thế nào? Ăn thua là hai người, nếu thấy hợp thì cứ việc tiến tới thì tôi ủng hộ thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh có đi chơi người thân không? Dạ có, mấy đồng nghiệp làm chung bên công ty. Bên tổ thu nợ đó hả? Dạ đúng. Dạ, nguyên mấy anh luôn á hả? Nguyên một băng này luôn á dạ, hả? Quá dữ đi hả? Băng thu nợ vậy đó hả? Thấy lực lượng vậy là thấy thu được rồi đó.
Dạ chào anh với chào chị. Nãy giờ bạn cảm nhận câu chuyện với hai người, thấy họ có đồng quan điểm với nhau không, có thể đến với nhau được hay không? Theo em thấy là anh với chị cũng có một nét rất là hợp nhau, người dễ người khó, bởi vì có thể sống chung với được nếu mà tính tới chuyện tương lai. Rồi, cảm ơn bạn. Anh có yêu cầu gì với cô gái bên kia, anh cứ nói với cô ấy. Em chỉ cần cái người bạn gái trước hết là chung thủy. Cũng thích nhất là cái chuyện giả dối trong tình cảm. Những cái sau đó thì mình có thể mình xí xóa đi cũng được. Ví dụ nữ thì biết nấu ăn thì tốt. Kia cô ghi không biết nấu ăn. Biết. Biết nấu lúc được lúc không. Tất cả thì bữa nào cái lúc nào nấu được thì ăn, còn không nấu không được thôi ra ngoài ăn tổng hợp. Mình có cái yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Em á thì không có đòi hỏi gì hết á, chỉ là không có tính vũ phu thôi. Biết lo cho gia đình, công việc ổn định, vui vẻ và thích nhất là cùng nhau đi du lịch, cả gia đình đi du lịch. Không thích vũ phu, không thích gia trưởng. Có không anh? Dạ không có anh. Không bao giờ có đúng không? Không có. Cái đó cũng đừng bao giờ có anh đi. Vũ phu gia trưởng là đàn ông mình hay mắc phải lắm ha. Tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Trời ơi cô dễ thương quá. Chào em. Anh kia thật sự rất là chín chắn, ảnh là rất là thật lòng và đang đi tìm một nửa yêu thương của mình đấy. Em cũng hy vọng vậy, tại tuổi em cũng không có nhỏ nữa. Không, cũng còn trẻ dễ thương lắm. Dạ. Nãy giờ nghe anh bên kia nói có cảm nhận được gì không? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Còn tốt bụng hay không em chưa biết. Không tốt bụng nhưng hơi đòi nợ. Tại vì đâu đòi nợ là không có tốt rồi. Thu nợ rồi nói vậy thôi. Đó là thu nợ công việc thôi. Dạ. Tới cũng đưa giấy tờ văn bản thôi chứ đâu. Còn tao không đưa. Tao nào tôi không phải vậy. Đó, bộ phận thu nợ. Dạ. Dễ thương thật ra là như thế này, cái vụ nóng tính nó bớt chút xíu. Nè đây cũng nóng tính lắm mà mình phải bớt chút xíu. Dạ. Nam người ta thích cái gì đó gọi là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Dạ. Nha. Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ chào anh. Anh hứa là không có vũ phu nha. Dạ hứa. Không có gia trưởng nha. Dạ. Có gì mình trao đổi với nhau thôi, nam nữ bình đẳng anh nha. Dạ. Cho em hỏi câu tế nhị tí. Bây giờ thí dụ như mình kéo màn lên rồi mình kết hợp, mình hẹn hò với nhau được á. Dạ. Mà hợp nhau á thì khoảng bao lâu thì anh đám cưới được? Có lẽ chắc cũng một thời gian ngắn chị, thí dụ khoảng vài tháng để tìm hiểu thêm. Thôi vậy nói chung là nền tảng là cũng được anh ha. Dạ có cái móng rồi. Có cái móng rồi. Dạ. Dạ. Em bên kia chỉ lo cái vụ mà thu nợ thôi. Em nghĩ chắc là được. Anh có thể diễn tả chuyện công việc của anh thu nợ là sao, nhiệm vụ của anh là sao. Ví dụ giờ anh đóng vai cái người mà đang thiếu nợ công ty anh đi. Anh xuống anh đòi đi, anh nói sao? Dạ thưa anh A, anh B gì đó thì em bên công ty tài chính rủi ro thì em xuống đây để nhắc về cái số nợ của anh hiện nay là 4 tháng. Biết rồi nhưng mà tôi không có tiền trả. Dạ thì bây giờ anh cố gắng anh thu xếp hoặc anh có thể anh cho em biết về cái tình hình kinh tế của mình. Tình hình giờ kẹt lắm rồi. Cụ thể giờ không có đồng nào để đóng hết trơn á. Em sẽ nhờ đến bên... Giờ ông làm gì làm đi, giờ ông làm gì? Giờ em... Nếu mà anh nói vậy em sẽ nhờ bên công an địa phương của mình hỗ trợ để cho bên công ty em thu hồi cái số nợ này. Tôi có gì đâu thu. Em mời anh lên bên công an khu vực. Tôi không lên địa phương. Nếu vậy em gặp những khách hàng vậy thì em sẽ về em báo cáo lại với công ty. À, sao? Vậy hiền khô à, em ơi hiền khô à. Nghe nó thu nợ dữ dội chứ bây giờ thấy em hiền khô à. Mà không dám gì hết trơn, sao rồi. Kéo màn lên. Cố gắng chị nha. Chúng ta có 2 phút. Nãy giờ tôi thử đóng kịch vậy coi anh hiền, anh giữ thế nào đó. Không có giữ, yên tâm nha. Chào anh ạ. Anh đó. Vâng, em cảm ơn anh. Anh là ở thành phố hay là ở quê? Dạ anh ở Gò Vấp. Em ở đâu hồi nãy? Em ở quận 12 ạ. Gò Vấp hai quận gần nhau. Hồi nãy em có nói rồi, hồi đó giờ thì em chỉ mặc quần jean với áo bùn thôi không? Dạ đúng rồi. Giờ lần đầu tiên mình em gì anh đồng. Mà em diện chứ em chưa bao giờ diện. Tại vì hồi nãy em có nói là em dễ anh hơi khó, nhiều khi sợ. Không, em dễ lắm, chỉ có điều em nóng tính thôi. Cái lúc mà em nóng tính, em nói nóng lúc đó là em phải làm cho ra lẽ. Dạ, em phải làm cho ra lẽ. Rồi xong qua lúc đó là thôi. Dạ, xong rồi. Rồi xong làm. Cái lúc mà em làm, cái lúc thì cái lúc đó anh cố gắng anh chịu đựng chút xíu. Dù giờ nóng quá quýnh luôn rồi sao? Quýnh thì cài cho quýnh luôn. Được. Rồi đâu dám đánh lại. Cái lúc mà em nóng thì em cứ việc em nói thì anh sẽ cố gắng anh chịu đựng cho qua cái lúc đó. Thì ví dụ mình qua cái lúc nóng rồi thôi. Dạ. Phụ nữ mà anh mình phải nâng niu chứ. Cưng vợ không? Ví dụ lấy vợ về cưng vợ không? Phải cưng anh. Nhìn bên đây nè, cưng đâu đây. Nếu mà anh có ý đồ lập gia đình đó thì... Ý đồ ý định
Thì anh là ở chung gia đình hay là mình ở riêng? Ví dụ anh lập gia đình á, thì cái người vợ của anh á, có đồng ý ở chung thì mình ở chung. Ví dụ cái thời gian đầu, cái chi phí như thế nào đó mình có thể ở chung gia đình thì nó tiết kiệm cái chi phí lại được chút xíu. Thích ở riêng hay ở chung? Em thích ở riêng rồi. Tại sợ không biết nấu ăn rồi về gây khó khăn cho không em. Không cũng sao, ví dụ mà ăn cơm hộp cũng được, cơm bụi cũng được em. Anh nấu, nấu nha. Cái gì nấu được nấu, còn không nấu được thôi kệ. Tóm lại em thấy anh sao? Em chưa thấy khuyết điểm nào hết. Trước mắt là vậy phải không? Dạ. Cái thời gian ngắn quá thì... Dạ. Giờ sao em không nghĩ ra lên này. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Chuẩn bị. 1 2 Và 3. Hết thời gian. Thở vào nhẹ nhõm anh ạ. Con rất là hiền, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhìn mắt thôi, chạm mắt nhau cũng đã biết rồi. Tôi cảm nhận là chị ấy là một người rất là tốt. Hãy lo lắng và chăm sóc tốt cho chị ấy nha. Anh có thể cầm tay chị được không? Cái này là công ty anh nói chứ không phải em nói nha. Công ty anh biểu hung đi. Em ngại quá. Chừng nào hung không? Chừng nào hung báo cho anh. Chừng nào hung báo cho anh lên. Trời ơi, chừng nào hung báo luôn chứ. Thôi được rồi, đây gửi tặng anh chị cặp vé xem phim. Và đây gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được tin mừng của anh chị nha. Chúc mừng anh chị. Anh chị có thể dắt nhau đi xem phim. Em nhìn thấy anh Linh là men không? Anh Linh có vợ có con, với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là may rồi đó chị. Chưa chắc. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Tấn Vàng. Họ? Võ Tấn Vàng. Cái võ Tấn Vàng luôn. Dạ. Võ Tấn Vàng bao nhiêu tuổi? Dạ, em hôm nay 25 tuổi. Làm nghề gì? Em làm bên khuôn in ấn bao bì á. Bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào Hoàng Linh và chào mọi người ở đây. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Luyến, 24 tuổi, đang làm kế toán ở quận 7. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thì thích đi làm những cái công việc mà có thu nhập thêm vào cuối tuần. Giống như là đi làm phục vụ tiệc cưới thôi chị. Vậy hả? Giỏi quá ta. Tại vì công việc đó làm từ thời sinh viên tới giờ chị. Còn thời gian mà rảnh rỗi thì hay đi phượt những cái tỉnh miền Tây gần gần ở đây. Nói về một chút xíu về cái điểm mạnh của mình. Em bản thân em thì dễ sống, dễ thích nghi lắm. Ăn uống cũng dễ, rồi sống môi trường nào cũng có thể sống và làm việc được hết. Vậy thì mình cũng có những cái điểm yếu nào thì mình cũng phơi bày ra luôn. Điểm yếu của em đó, nói nhiều. Ví dụ không thích gì cái đó là cứ nói thẳng, nói sổ, nói sàng ra là có nhiều người thì không hiểu tính lắm thì người ta không thích. Thứ hai nữa thì rất là tin người. Người ta nói sao mình có thể tin vậy đó. Bạn là quê ở đâu bạn? Dạ, quê em ở Phú Yên anh Nguyễn Linh ơi. Phú Yên hả? Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vô được gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi. Dạ. Bạn trai? Dạ, em quê Bến Tre. Bến Tre. Bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em lên khoảng 7 năm. Cũng 7 năm luôn. Vậy hai người hẹn nhau lên lượt á. Như vậy thì từ Bến Tre đến Phú Yên nó hơi xa đó bạn trai. Bạn thấy sao? Thường người ta nói câu là yêu nhau mấy núi cũng leo mà. Qua giờ tới Phú Yên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Nếu mà có cơ hội thì em sẵn sàng về. Bạn gái bạn thích đi về Bến Tre không? Dạ, Bến Tre em có nhiều bạn lắm anh. Em về Bến Tre được nhiều lần lắm. Nhiều lần mà chưa gặp anh. Dạ. Tấn Vàng đúng không? Chắc anh này trốn kỹ. Vàng phải có kỹ chứ em. Để hở người ta chộp, người ta chộp đâu có được. Đó giờ có người yêu chưa? 3 năm trước em có một mối tình. Quen khoảng thời gian khoảng cách 1 năm thấy không hợp chia tay. Không hợp, ai chủ động chia tay? Hình như là chắc hai bên cảm thấy là tự nói với nhau rồi chia tay. Có cãi nhau gì to tát lắm không? Cũng cãi cãi mà cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Ai cãi nhiều nhất? Nói chung là hai bên đều hết à. Đều hết. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về tình yêu thì em có một. Nghĩ lý do tại sao mình không tìm được bạn trai? Tại vì chị thấy em rất là dễ thương. Cái môi trường kế toán của em á thì trai thì ít, không có nhiều. Còn cái môi trường mà em đi làm thêm mấy chỗ kia thì gặp đa số làm chung với những em nhỏ hơn thôi. Em thì thích những người chững chạc hơn em một chút. Cái mẫu người đàn ông mà bạn thích là mẫu người như thế nào?
thứ nhất là phải man, là đàn ông thật sự nha, chứ nhìn bề ngoài mà man xấu muốn mà ở trong đâu phải man là cũng không ổn. Để tóc bình thường thôi, không mà uống rồi nhìn duỗi thế này thế kia, nhìn sao biết chuẩn man mà không chuẩn man bạn. Đâu mà em cần là cái người đó là thật sự là đàn ông của anh. Nhiều khi có nhiều người nhìn man lắm nhưng mà thiệt sự trong cũng không có man lắm. Bạn nhìn thấy anh Linh là man không? Anh Linh có vợ có con, với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là man rồi đó chị. Chưa chắc. Có vợ có con chưa chắc là nha. Bây giờ cô gái bên kia có những cái yêu cầu như vậy, bạn có thể đáp ứng được không? Mình đáp ứng được anh. Đáp ứng được. Bạn đáp ứng sao? Bây giờ làm sao chứng minh là mình man? Nói chung thì nếu mà có cơ hội để tìm hiểu thêm thì em sẽ chứng minh được. Bây giờ chứng minh liền, tôi phải kiểm chứng, tôi phải coi thấy man tôi mới làm mai. Đó người ta đưa ra yêu cầu vậy. Là vậy em làm sao không biết mà làm sao mà em man đó. Nhiều khi em ngại đông rồi đó chứ. Đâu có sao đâu, mình man là mình không có ngại gì trơn á. Mình eo eo vậy là mình mới nghi ngờ đó. Có gì cứ nói ra hết đi. Đúng rồi đó, giống như anh Quyền Linh vậy là mới man đó. Chứng minh bằng cách nào đây? Thôi được coi. Dạ. Thôi được coi. Bấm coi con chuột cái hay chuột đực. Vậy đó hả? Vậy là man đó hả? Dạ, đàn ông à. Không, cái cô này cô nói nhiều khi nhiều người vậy đó. Đàn ông rất là gồng lên nè đó, mà vẫn là không bấm vô này có con chuột nhưng mà chuột nó chuột cái. Nếu mà chứng minh vụ kia để có dịp họ hẹn đi liền vụ gì vụ kia là vụ gì không có chứng minh mà thì lúc đó để hai người làm gì không có cái đó để chuyện riêng cho tụi em. Con trai mà đeo vòng là thấy không men rồi. Không, vòng là tại vì bà chị họ bà bán bên đồ bán thêm á, thì thấy dễ thương mới tặng cho em. Em tính lột ra lội nhưng mà nó thấy dễ thương quá lột ổn quá thôi. Thì hồi lột tặng bạn gái đi, chứ để vậy là thấy là mẹ là không men rồi đó. Dạ để bữa nào em lột tặng bạn gái. Bữa nào chút dở màn lên là gặp nè. Bây giờ lột là không được. Sao vậy? Cứ ngắt. Mẫu bạn gái nào bạn không thích? Gái em thích là thêm nó ăn mặc hay lè lẹt quá em không thích. Lè lẹt. Dạ. Nói chung là không lễ phép người lớn em không thích, chứ phải sạch sẽ gọn gàng, không thể gàng không thích, dễ nhìn, thon thon là được rồi, thấp hơn em tí, chứ phải đảm đang. Trời nhiều quá vậy mình lâu lâu còn gì nữa hết đi để hỏi qua kia không có cơ hội nói à, còn gì nữa hết rồi. Hết chưa? Dạ hết rồi chắc nha. Dạ chắc. Nãy giờ nghe hết cái chuẩn bạn đưa ra rồi ha. Chị thấy có men không chị? Nhiều lắm. Men không hả? Trời ơi, cái này người ta nói là để gặp em rồi ta chứng minh, chứ giờ ta đâu có chịu chứng minh cho chị đâu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái bên kia là người như thế nào? Cách nói chuyện thì cũng dễ thương. Ừ, về nhà ba mẹ có khó trong cái chuyện mà chọn dâu không? Ba mẹ em thì nói chung dễ lắm. Chủ yếu là em chịu là được rồi. Chắc chắn chưa? Dạ. Dạ. Về ba mẹ ra không chịu cái là bỏ con người ta đi. Chào em. Dạ. Dễ thương giống Hồng Phượng quá ha. Về Bến Tre ở không? Cái quan điểm của em là nếu mà có xác định mà quen và tìm hiểu cưới thì sẽ lập nghiệp trên này. Không về Bến Tre đúng không? Sau này già tính sau anh ơi, chứ giờ trẻ là ở đây. Dứt khoát là ở đây hả? Dạ đó. Đó, bây giờ dứt khoát là không có về Bến Tre rồi đó. Em thấy sao? Để qua qua mặt. Trời. Rủ qua mặt được thì sao? Không, em thì có cái dự định vậy. Sau này em nghĩ em chắc cũng phải về quê. Tại vì về quê em thì cũng còn cha mẹ thôi, cũng không còn ai hết. Thì cô kia cô không chịu về thì sao? Nếu mà kinh tế đây phát triển và ổn định thì có thể em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Cảm hôm nay bạn đến đây với ai? Có ai ủng hộ bạn không? Hôm nay bạn em có đi nhưng mà rất cuộc công việc trục xuất á, không tới được, em đi một mình. À, đi một dạ. Mình thôi. Dạ. Bạn trai có gì thì người thân không? Dạ có anh. Rồi bạn có, đi với ai? Có chị em, chị ruột với chị họ với anh rể. À rồi, chào chị. Rồi em chào chị, em chào chương trình. Chị, em trai mình có khó tính lắm không? Nói chung là cũng dễ lắm. Bây giờ yêu cầu người vợ là đẫm đen, nãy có nói rồi đó. Dạ. Nhưng mà nãy em có nghe là bé gái này á là không có chịu về quê, hay người cứ cầu cưa là về quê hay không đó. Thì mình làm ở đây thì kinh tế được thì mình cứ làm ở đây, còn như lâu lâu mình thỉnh thoảng cũng phải về thăm cha mẹ với em ha. Vậy cái công việc là về thăm gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm mà chị. Ba mẹ lớn tuổi em chấp nhận đem lên này phụng dưỡng cha mẹ, cái đó thì bình thường rồi. Cái gì hai đứa thì cho dịp hẹn hò đi rồi coi hợp hay không, với lại cho cơ hội anh chị đưa về Phú Yên cho biết chứ, kết hợp du lịch luôn ha. Đó. Hay. Hay, chị rất là hay. Chị rất là tâm lý ha. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện và cảm nhận với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào anh. Mình có món quà tặng. Rồi, cảm ơn anh. Cho em hỏi là cái công việc mình đi chợ với nấu ăn á, hai công việc anh thích công việc nào nhiều hơn? Anh thì hai thứ anh gì anh cũng thích hết.
thấy gì cũng anh nấu ăn cũng được. Quan niệm tình yêu của bạn sao? Ở tuổi này thì cũng không phải là lớn chứ cũng có trẻ nữa, thì nếu mà xác định là quen thì sẽ chính thức quen là quen một người, không là vừa này người kia. Theo quan niệm mà đối với mình nghĩ á, mình quen người ta từ khi người ta phụ mình chứ không phụ người ta. Công việc của anh làm là cái thời gian là hành chánh thôi hay là có tăng ca hay là có gì không? Anh thì thời gian hành chánh cũng có, thì thỉnh thoảng hàng nhiều cũng có làm tăng ca. Chủ nhật anh có làm không? Chủ nhật anh làm buổi sáng. Thì thời gian đâu dành cho bạn gái? Thì ban đêm anh rảnh mà. Không lẽ hẹn ban đêm không hả? Ban đêm thì thấy nó cũng lãng mạn. Nếu bây giờ lấy nhau về thì bạn gái giữ tiền, bạn trai có đồng ý không? Dạ chuyện đó là đương nhiên rồi đó anh. Chúng ta hãy nhìn vào mắt nhau và nói chuyện trong 30 giây nữa. Như anh ở miền Tây chắc là uống rượu được hả? Anh uống được nhiều không? Uống cũng được hả, chút chút. Em thì thích con trai uống được nhiều, nhưng mà không phải là đi nhậu nhiều nha. Hút thuốc, rượu chè, mấy cái vấn đề đó là biết mọi thứ một ít rồi, em không có can thiệp vào bên đó. Anh là hút thuốc có mà hút ít, uống rượu nói chung là có. Trai gái có ít không? Dạ không. Tứ lục từ có hết hả? Em không có. Bây giờ quay lại cái vấn đề nè, nó hơi đi bây giờ nè, chứng minh cái vụ men lại cho tôi coi coi. Đó hồi nãy nói kéo màn lên nè. Thì có cách nào không, chứng minh men men ví dụ như em nói có cơ hội để tìm hiểu ngoài á, em chứng minh. Bây giờ phải làm gì thể hiện trước mặt cổ một cái cho chứng tỏ mình đàn ông coi, quỳ xuống cầu hôn hay là hát một bài hay ôm hôn một cái hay là cái gì đó, em muốn làm gì em làm. Thôi em hát đi. Chịu không em? Hát nhiều khi run quá. Đứng lên mình thể hiện sao cho men đó nha. Đứng lên thôi vậy. Nam Nhi lại trường phu không có sợ gì hết á. Gái mới e lệ đó. Đúng rồi. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng giờ anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Được rồi. Hát trời gầm luôn rồi đó. Nhưng mà thấy hình như nó cũng chưa men. Thùy mị quá hả chị? Em... hát nó thùy mị quá. Em... bạn gái nói chị mới nói. Thùy mị luôn kìa. Không, tính tình anh á, vui vẻ hòa đồng với ta lắm. Ít có mà la vẻ hay nọ không. Không la vẻ luôn. Nếu mà nữa mà lấy vợ về mà vợ giận thì làm gì cho vợ vui? Giận thì lại ôm cái hùng hát giận. Trời, nói cho tự vỗ tay luôn. Thấy vỗ, em vỗ theo. Thôi, vậy chúng ta sẽ... bấm nút đi ha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có 3 tiếng đếm để quyết định rồi. Đúng rồi. 1 2 3 Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Một cái giỏ hoa rất là đẹp và một cặp vé xem phim, tôi nghĩ rằng cũng rất là tốt để các bạn sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn nữa. Bến Tre, Phú Yên kết lại gần với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Gì vậy? Giờ vô ôm hùng cái được không? Đông quá. Để cho em ngại. Hả? Rung e lệ không được. Rung không hùng được hả? Dạ. Thì mốt em về kiểm tra xong em báo chị biết sao chứ chị thấy e lệ lắm nha. Nếu mà có thời gian tìm hiểu thì hẹn nhiều khác nha. Đây là hai phần quà tặng cho bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay đi xem phim.